Xin chào tất cả anh em, mình là Lại đây. Hôm nay mình muốn làm một video, mình muốn test thử về viên đá mài Diamond Double. Viên đá mài này mình có làm clip trước để giới thiệu cho anh em rồi. Bây giờ mình muốn làm clip test thử cho anh em xem. Đây là viên đá mài kim cương hai mặt 600 và 1000 grit. Đó, đây là nguyên của xài nội địa Nhật nha anh em. Cái này là hàng xài cho nội địa Nhật. Cái viên đá mài Diamond Double này có mã hiệu là 1302. Nó LX 1302. Hàng có mã hoa xuất xứ đàng hoàng. Cái này thì dùng cho nội địa Nhật. Đây là viên đá mài của nó 600 1002. Đó, mình có lấy một viên để mình sử dụng cho gia đình mình, cảm thấy rất là ok, muốn giới thiệu cho anh em. Đó, đây là viên 600.000 hai. Nó đây, đây là cái viên mình có lấy xài thử cho gia đình mình. Mài cũng rất nhiều dao rồi nhưng mà độ hao mòn của nó rất là ít, hao mòn nó rất ít nha. Mình mài nhiều dao lắm rồi, mình vừa mài dao bán mình mài cũng hơn 100 con rồi nhưng mà độ mòn của nó rất ít. Sau đây mình muốn review cho anh em xem thử. Trước hết là con dao này. Con dao này còn khá là cùng. Con dao này nó khá cùng, khá lục. Cắt nó, cái giấy nó không được ngon lắm. Nó bị dâm 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 á. Bây giờ mình thử xem. Thử xem cái con dao này qua mài qua đá này. Nó mài rất là nhanh nha. Viên này nó cực kỳ ăn thép. Trước hết mình mài qua mạch 600. Mình đây đó, mình anh em phá thô, nó mài rất là ăn thép, cực kỳ ăn thép. Cái này điểm lưu ý là anh em nó xài mài dùng RB7 thì nó sẽ rất là tốt cho dao, nó vừa chống xét, nó vừa bảo vệ đá, bảo vệ dao rất là nhiều hơn nước. Mà anh em mài nước cũng vẫn được nha, mài nước vẫn được, nhưng mà mình thì mình thích xài mài qua RB7 hơn. Mình lấy chai RB7 xịt qua như thế này. Rồi bây giờ bắt đầu mình mài. Con dao này ăn thép, viên đá mài này ăn thép rất là nhanh, nó lấy góc dao rất là tốt. Bờ mặt của nó thì rất phẳng, nó không có bị cong vên sau thời gian mài như đá tự nhiên. Đá tự nhiên anh em mài thì nó sẽ bị lõm cong, anh em phải bắt buộc phải đi mài đá lại. Còn cái viên này nó bằng kim loại, nó bằng kim loại nên nó không có bị mòn theo thời gian, bị cong vên. Con này không có tốn thời gian mài đâu, con này mình chỉ liếc qua vài đường thôi, liếc vài đường là nó đã ăn thép rất là nhiều rồi. Trước tiên mình mài mạch 600. Rồi sau đó mình mài qua mạch 1002 là đủ xài gia đình. Cái này 600.002 là đủ xài gia đình. Còn những dòng nó lớn hơn dành cho đầu bếp, siêu đầu bếp thì luôn lúc đó mình chưa có, mình chưa tìm ra được những cái viên đá độ mịn cao hơn. Khi nào có mình sẽ review cho anh em. Đây là 1002 của nó. Cảm giác đi rất là mịn, đi rất là rít tay nha anh em. Ngầu thấy sướng lắm. Mình đẩy phát nào thì nó ăn dao lớp phát đó. Đó, anh em thấy cái lớp đen nào, đây là cái mặt sắt của anh em đó. Anh em đẩy lớp nào là nó mòn dao lớp đó, rất là ngon, cảm giác mài rất là sướng. Cái này thì mài gia đình thì mài rất là nhanh, mài nhanh hơn đá tự nhiên nhiều. Đấy, anh em thấy không, chỉ mài vài đường thôi mà nó ăn thép tới cỡ này này, sướng. Cảm giác rất là mê ly luôn, chỉ mài vài đường vậy thôi. Mình lau sơ qua rồi mình xin test lại với giấy. Nó khá bén ha, cái này là xài vô vô gia đình là vô tư rồi. Thêm một lát nữa thử coi cắt được vải không nha, để mình liếc thêm vài đường nữa mình xem thử, mình test qua với vải, mình cắt vải xem sao.
Mình chỉ mài thêm một chút thôi, nó rất là bén, rất là ngọt. Cái này mình thử qua vải, này là vải thun, mình thử kích thử vải có được không? Đó, mình gói lại một cuộc một lớp rất là dày như thế này, mình kích thử nè, rất là ok. Kết vải như kết sushi vậy. Nó rất là dày. Cuộn lại rất là dày nha. Cái này thì độ nhám của nó là 1200 grit thì đủ xài cho anh em trong gia đình. Trong gia đình thì không có cần xài tới mức độ bén cao đâu, có lỗ 3.000, 6.000 thì không có cần dùng đến. Chị em gia đình thì chỉ cần 1.200 là rất là đủ rồi. Mình muốn giao lưu với anh em cái viên đá mài Diamond Double 1302 này với hai mặt đó là 600 và 1.200 grit với giá là 300.000 cộng phí ship. Viên đá mài này có giá là 300.000 được kèm theo đế và tiền ship anh em tự chịu. Mình có hai nick Facebook chính đó là Trần Thái Đại và Thạch Nhất Kim, số điện thoại ở trên màn hình. Anh em đặt hàng vui lòng liên hệ vào hai số trên, mình sẽ ship hàng cho anh em kiểm tra rồi mới thanh toán. Một lần nữa xin phép anh em một lượt đăng ký kênh để theo dõi những món đồ mới nhất mà mình sưu tầm được, muốn giao lưu cùng với anh em. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả.